Cái này khách đặt trước hả cô Mai? Không, cháo không cần cứ tới rồi ta kêu rồi đợi chú. À kêu mà rồi mình làm cho nóng hả cô? Cháo không phân rồi. Rồi đợi cô Mai một cái phần cháo đầy đủ rồi gồm cái gì trong đó hả cô Mai? Gồm có một cục thịt. Giò. Giò, một miếng giò. Tim, gan, phèo, da. Dạ, là đầy đủ. Đầy đủ. Một phần tô cháo. Bánh. À, bánh quẩy hả cô? Bánh quẩy đó. Cái này là một phần nó bao nhiêu tiền vậy cô Mai? Luôn mình luôn có bánh quẩy thì là 35.000. Mới rẻ ha. À, cũng vừa túi tiền. Dạ, cô Mai bán hơn 40 năm rồi đó không cô Mai? Không, cô chỉ bán khoảng 20 mấy năm thôi. Ở trước thì cũng má. À, má cô là coi như là họ bắt đầu xe cháo tới năm nay là khoảng 41 năm. Nhưng mà má mất rồi thì cô mới bán tiếp. Quán cháo lòng này gần ngôi trường tiểu học Trần Nhân Tôn các bạn. Địa chỉ 247 đường Hòa Hảo, phường 2, quận 10. Đây là quán cháo lòng. Là quán cháo lòng Đặng Thanh Mai hả các bạn, nổi tiếng đường Hòa Hảo. Đây là quán cháo lòng gắn liền với tuổi thơ danh hài Việt Hương. Cô Mai cái đó phần đó là mang về hả cô Mai? Lấy giờ ớt đi, lấy hai cục ớt đi, chị ở đây làm nước mắm. Đường mấy à? Cao lên ờ cô. Quán cháo lòng Đặng Thanh Mai này nằm trên gần chung cư Ngôi Gia Tự các bạn, lô Y. Đây không gian quán là nhỏ hẹp thôi mà rất là đông khách. Dù không gian của quán cháo lòng rất là nhỏ hẹp nhưng lúc nào cũng đông khách nha các bạn. Đây là những thực khách đang ngồi tại quán cháo lòng ăn. Mẹ cũng nói là mấy năm rồi nhưng mà trước đó là cô đã ra bán đi nước ngoài. Cái thịt này là mình lấy từ đâu? Là mình lấy từ mấy chục năm nay rồi. Đúng rồi. Là mối quen. Hôm nay mình bán từ mấy giờ? Mấy giờ hôm nay hả? Dạ là khoảng chảy nhất là 6 giờ. 6 giờ là hết trơn luôn rồi. Thường thì một ngày mình bán khoảng được khoảng bao nhiêu tô? Không biết được bao nhiêu tô. Dạ. Tại vì nó có nhiều cái dạng. Có khi là ăn thập cẩm, có khi là ăn giò không, có khi là ăn hồng không. Dạ. Phải thuê hai nhân viên làm chung nữa hả cô? Cô phải có hai nhân viên nếu không là không có. Dạ, con thấy ở đây là mình, đây là bốn người dưới xe nữa. À, cái đó là xe ruột. Dạ. Này là em dâu. Dạ. Lúc bán thì sẽ xuống nó phụ cô bán. Dạ. Còn lúc mà làm thì có hai nhân viên. Cô, cái mặt bằng này mình thuê này mình sao cô ạ? Không, cái mặt bằng này của cô xưa là sang hẳn. Dạ, là cô bán từ xưa giờ là sang hẳn luôn. Dạ. Cô nghe nói ở đây là mấy nghệ sĩ tới đây nhiều lắm rồi cô. Cũng có nhiều người. Ví dụ như ai cô? Ai đã từng tới đây cô? Lê Vũ Cầu nè. Ai cô? Lê Vũ Cầu, ở đây còn sống cũng có tới đây ăn cháo nè. Nghệ sĩ Phương Dung nè. Rồi diễn viên nè. Nói chung là nhiều lắm, có khi mình không biết tên, biết mặt. Con nghe nói đây là quán cháo lòng gắn liền với tuổi thơ của nghệ sĩ Việt Hương rồi cô? Ừ, Việt Hương này đại diện hồi xưa Việt Hương ở đây. À. Ở khu quận 10 này thì lúc mà Việt Hương ăn thì chưa nổi tiếng, cũng không biết nữa. Tới ăn bây giờ thì nói là thì mình biết hồi xưa đang ở lúc 6 tuổi chứ nhỉ, lúc nay mình đâu có biết đâu. Dạ. Sau này thì chưa nổi tiếng rồi, lúc mà
chưa nổi tiếng thì chúng ta đây ăn. Nhưng mà khi mà nổi tiếng rồi thì là ít có tới, nhưng mà cho lính tới mua ăn. Dạ. Dễ cái chả không vậy? Nói chung là... Cô, cô con thấy mình nấu cái món cháo lòng này mình học bí quyết ở đâu cô ha? Từ mẹ cô. Mẹ cô chị. Con nghe nói là nó từ Campuchia hả cô? Không, từ mẹ cô. Dạ. Xưa lúc mà mới giải phóng á, nhà bố thì cứ nghĩ ra là nấu cháo mới là nhẹ vốn nhất, mẹ cô nấu. Dạ. Lúc đó là mình chỉ nấu cháo huyết thôi cô. Cháo huyết, da heo, giò heo để không có cháo lòng. Dạ. Rồi khoảng bao lâu thì mình nấu cháo lòng? Khoảng 10 năm sau thì bắt đầu là gọi hỏi biết thêm đó thì về vô, nhưng mà ở đây đặc biệt là không có dầu, từ dầu là phải chiên, nó có cái món chiên vô thì nó không có thể chứ bằng ở đây mình còn nấu vô trong cháo thôi mình có chiên. Dạ. Ở đây người ta bây giờ không có. Ừ, như là có, mà lúc đó thì cô vẫn có phụ mẹ không? Không, khi mà cô đi làm mà lúc phải là mẹ cô lớn tuổi rồi để cho bà nghỉ ngơi thì coi như là dạ. Rồi chồng cô ơi coi biết phải được quá anh kia. Rồi chắc mèo ở đây đây là những phần là khách hàng mua mang về. Quán này không quan kia là gì có chưa? Đây là những thành phần có trong cháo lòng đấy các bạn. Tường, tim, phèo và gan. Đây là lòng. Cô chủ quán vừa mới múc ra luôn. Rất là nóng. Trong đó có huyết với lòng luôn hả chị? Có giờ này chả là nấu khoảng bao lâu hả cô? Đồ chả này. Nấu từ 6 giờ sáng tới 12 giờ. À xong rồi 1 giờ dọn ra bán luôn. Cái này mình lâu lâu mình nó khuấy nó đóng cục nó cháy đúng không cô? Chưa. Chị ở đây cháu không bao nhiêu ngàn bán hả chị? 10 ngàn em 7 ngàn 7 ngàn. 7 ngàn là thấp nhất. Không có cái xương không? Đúng rồi, cái xương cái này là 3 triệu. Ai đâu đáng cháu không cho biết. Quay 65. Cháo đây nó ngon lắm, là vô cái cháo. Cái cháo nó nhừ, nó ngọt mà nó chín tới. Mình ăn nó mình cảm giác như là ăn cháo súp. Cái thứ hai là cái da heo nó đặc biệt ở đây, cái da heo người ta cuộn chứ nó không phải là từng miếng da heo. Da heo rất sạch, nó cuộn lại mình cảm giác như là mình ăn giò của da heo mà chứ không phải da heo. Đó dài dài hả chú? Đúng rồi, cái là cái hai, cái thứ ba nữa là cái những cái lòng này nó đòi hỏi là người làm phải sạch, đây làm sạch, làm rất là vệ sinh. Còn tập lại cái tuổi đời của quán này, nếu mà tính ra thì cái quán này có ở tuổi chú nó ăn khoảng bốn mấy năm. Mà chú ăn ở đây lâu chưa? Chú ăn hồi chú thanh niên á, nay chú sắp xuống lỗ rồi. Vì đi đường mà vợ không cho ăn mà vẫn ra bán ra. Chú ăn chú thèm cái này. Dạ. Chú ăn ở đây lâu vậy chú? Lâu ghé ăn thôi. Chiều đừng. Hồi xưa dắt mấy đứa con đi học tập tên không? Dạ. Chúng ta hát cho mình ăn theo với nó quen. Là chú biết này khoảng mấy chục năm rồi chú? Nhớ lâu quá. Nhà chú gần đây không? Bên An Đồng á. Thường thường chú lại cho chú ăn một tô hay hai tô chú? Ôi là chút xíu mình dám ăn nhiều. Dạ, là nhiều món gì trong đó chú à? Cờ phèo, sọ, xương, rồi chung lúc, nhưng mà chú ăn ít lắm. Chú ăn giống người ta rồi. Nhiều người ăn luôn đặc biệt, trời ơi thấy muốn tô là thấy muốn tô khỏi gì, tối khỏi dậy ăn cơm luôn. Dạ. Chứ ăn chút là không nhiều. Ăn lại thấy ngon hơn chỗ khác không chú? Không, ăn ở
ở ngoài đây có nhiều lắm, ở ngoài đây có nhiều nhiều quán cháo lắm á. Dạ đúng rồi, nhưng mà không phải như trong này. Những thực khách mua về cũng rất là đông nha các bạn. Đây là khu chợ phường 2, gần trường tiểu học và ăn cơm. Cô sống gần đây không? À, gần. Tại gần đây nè, tại mấy đứa con học gần đây nè. Con thấy bên kia nhiều cháo lòng mà tại sao cô chọn món này ở đây vậy? Không có dầu mỡ nhiều. Dạ. Lại là dầu mỡ nhiều ăn không có bị bệnh hoạn gì ăn. Ở đây thấy cô thấy giá bán như thế nào cô? Cũng bình dân. Cô ăn ở đây mấy chục năm rồi? Chị ăn hả? Dạ. Biết giờ 43 tuổi mới ăn mấy chục năm chứ ở đâu? 46 tuổi chứ. Chắc ba mấy năm rồi. Ừ. Đây là những thực khách ở gần đây hả các bạn? Đem những cái tô nhỏ trong gia đình ra mua về cho nó nhẹ, gọn gàng. Cô, rồi, không cô cái sợi mà con thấy cô cắt trong cái sườn nó là cái gì vậy cô? Sợi là gì? Gồng dây để cột giò. À, gồng dây để cột cho nó chắc giò. À, tại vì nếu mà mình không cột thì mình nấu cháo nó sẽ rã thịt. À. Cái quá trình mình hầm nó hơi lấy đồng tôi. Dạ. Nếu mà không cột thì nó sẽ rã thịt ra. Dạ. Cô mai cho con hỏi là cô bắt đầu từ mấy giờ? Không. Dạ không. Thế con cháo, cha heo. Biết chào không, giá hành củ không? Rồi, biết nha. Giá gì? Thái hộp nó đầy đủ. Đầy đủ phải không? Giá hành luôn ha. Một hộp có xương. Quyết này lấy gì? Quyết da luôn. Quyết da của bé này nè. Còn cái này là không lấy gì hết. Còn này hai trái này đầy đủ, lấy cây xương. Hôm mai tính là mình bán mấy tiếng này hôm mai hả? Bắt đầu bán từ 1 giờ tới 6 giờ đó. Mà ban ngày sáng thì mình chuẩn bị nguyên liệu 6 giờ là bắt đầu. Các cô đi chợ sớm á ha, mới có những cái món ngon thôi. Mới đi thì mình chọn lại. Dạ. Cho hỏi sản phẩm tươi rồi không cô? 7 ngàn. Cái này là huyết da đầy đủ. Đầy đủ. Đầy đủ không lấy xương xương nữa. Giá hành đầy đủ luôn. Đây. Đây đủ rồi. Hành tiêu được ha anh gái. Cô da heo nó mình cuộn lại nhiều lần hả cô? Dạ đúng rồi, nhiều lớp, nhiều lần. Giò có gân gân đi, đừng có thiệu nhiều thịt, giò nhỏ. Rồi. Giá này, đầy đủ luôn hả? Rồi, bốn ngoài này hai tô đầy đủ không nha? Cô Mai, tại sao mình cuốn nhiều lớp cái da này da heo. Cái da này mình cuốn nhiều lớp thì cái nó chín, là nó chín hơn, nó dẻo. À, nó bắt buộc cứng cứng
cứng à? Kiểu cái nó không có giống như là mình để nguyên ra những mà cái da nó nhiều. Để đâu đúng rồi. Hai đây của anh này, còn ở trong là hai đây của anh nha. Cái này là gan đúng không cô Mai hả? Này là tim gan. Sao con thấy ở đây cái quán cháo lòng mình, con thấy cái sườn này nó bự quá. Cái này nha là do cái xương ống. Xương ống. Cái xương trong cái bắp heo á, chứ mà là xương ống nó còn cái bắp còn còn heo á. Là nó cái biểu nó bắp này cái ống còn lớn rồi nó nhỏ. Cái biểu nhỏ cái đó. Cái xương nó là làm gì? Khi mình chặt cái bắp này bên ta nó còn bắp cơ mà. Cái toàn bộ của nó bằng giò. Giò heo. Cái bắp trong cái giò không? Yeah. Dạ. Ai không phải là cái ống không ạ? Rồi chưa? Hai cái đủ không? Hai cái không em nha. Lấy hết con vậy. Bữa mình dở mình bán đi. Những thực khách ngồi ăn cháo lòng ở bạn rất là đông, không gian chỉ có trong vòng 3 đến 4 bàn thôi, khách lúc nào cũng tấp nập bên cạnh cái chợ phường 2 các bạn. Đây là gừng mình thái lát ra hả cô? Thái lát rồi sắp xoài rồi. Đi thưởng thức quán cháo lòng đã hơn 40 năm rồi, trên chợ phường 2, đường Hòa Hảo,